Huỳnh Hiểu Minh tổ chức sinh nhật cho bạn gái hot girl, nhìn qua khủng mà choáng váng. Nhiều nguồn tin cho biết Huỳnh Hiểu Minh và hot girl Diệp Kha vẫn đang hạnh phúc bên nhau. Theo đó, Diệp Kha gây chú ý khi chia sẻ món quà khủng được tặng trong ngày sinh nhật và cư dân mạng nghi người tặng quà chính là Huỳnh Hiểu Minh. Mới đây trên trang cá nhân, Diệp Kha đăng ảnh sinh nhật cùng dòng chia sẻ cho biết bản thân vô cùng ngạc nhiên và bất ngờ khi được bạn trai tổ chức sinh nhật cho mình hoành tráng, lãng mạn và ngập tràn yêu thương. Trong ảnh có thể thấy khung cảnh sinh nhật của Diệp Kha được trang trí khá lộng lẫy, ngập tràn hoa hồng màu trắng và hồng. Những bông hồng này đều là hoa ngoại nhập, cho thấy bạn trai của Diệp Kha rất yêu cô, dành nhiều công sức để tạo sự bất ngờ cho bạn gái. Bánh sinh nhật của cô cũng được làm theo yêu cầu đặc biệt, có hình dạng của một tòa lâu đài, trên đó có một bức chân dung của Diệp Kha trông rất tinh xảo. Người đẹp cũng đăng tải món quà sinh nhật của mình, đó là hai chiếc túi Hermes da cá sấu bạch tạng quý hiếm có trị giá vài trăm nghìn đô mỗi chiếc. Điều này cho thấy người tặng quà phải có xuất thân giàu có. Đặc biệt, cư dân mạng đã tình ý phát hiện ra chi tiết gây chú ý ở tấm thiệp chúc mừng. Không rõ có phải cố ý hay không mà Diệp Kha đã đăng ảnh thiệp chúc mừng sinh nhật của người bạn trai tặng quà khủng cho cô. Nhìn thấy dòng chữ "Em love KK" được viết ở cuối thiệp khiến cư dân mạng bùng nổ. Vốn dĩ công chúng nghi ngờ Diệp Kha và chồng cũ của Angelababy đang hẹn hò. Nay nhìn chữ ký của bạn trai cô lại là chữ M, nhiều người liền liên tưởng đến tài tử Huỳnh Hiểu Minh. Trước đó, hàng loạt blogger giải trí xứ Trung đưa tin hé lộ bạn gái mới nam diễn viên Huỳnh Hiểu Minh là người mẫu Diệp Kha. Đồng thời, cư dân mạng cũng khui loạt ảnh được cho là bằng chứng về việc hai người đang hẹn hò. Huỳnh Hiểu Minh và Diệp Kha thường check-in ở nhiều địa điểm giống nhau, từ Thượng Hải cho đến Đại Lý, Tam Á, Hán Vũ, Thâm Quyến. Huỳnh Hiểu Minh từng đăng Weibo khoe ảnh nặng bánh hình gấu trúc bằng đôn đôn. Trùng hợp, Diệp Kha cũng đăng bài có linh vật Olympic này cùng thời điểm. Cư dân mạng chia làm hai luồng tranh cãi, một số người nhận xét Huỳnh Hiểu Minh từ lâu đã nhiều lùm xùm tình ái, thậm chí lúc vừa kết hôn với Angelababy đã có ngày tình mới. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng đã ly hôn một thời gian, nên dù Huỳnh Hiểu Minh hay Angelababy có người mới cũng là điều bình thường. Đến thời điểm hiện tại, phía Huỳnh Hiểu Minh chưa có phản hồi gì về tin đồn này. Còn nhớ thời điểm cận Tết 2022, cặp đôi Huỳnh Hiểu Minh Angelababy khiến cả châu Á ngỡ ngàng khi tuyên bố ly hôn. Vậy là sau 13 năm bên nhau, cùng thề non hẹn biển và trải qua vô vàn drama, cặp đôi Angelababy Huỳnh Hiểu Minh cũng chẳng thể viết tiếp câu chuyện cổ tích sau đám cưới thế kỷ. Hàng triệu fan cảm thấy nuối tiếc vì hai minh tinh đình đám chẳng thể giữ trọn vẹn lời thề cùng ở bên nhau tới đầu bạc răng long, thay vào đó lại là quyết định đường ai nấy đi. Được biết hậu ly hôn, cặp đôi cùng nhau chia sẻ trách nhiệm nuôi con, đồng thời thỏa thuận với nhau về ba nguyên tắc: không tranh chấp tài sản, không tranh cãi nuôi con và không bôi nhọ đối phương trên truyền thông. Những động thái này khiến người hâm mộ vô cùng tò mò về lý do vì sao cả hai quyết định đường ai nấy đi sau nhiều năm bên nhau. Trong một chương trình, Angelababy từng nghẹn ngào rơi nước mắt khi chia sẻ: thực chất Huỳnh Hiểu Minh không hề yêu cô đậm sâu như nhiều người vẫn nghĩ. Nam diễn viên không còn cần vợ. Và dù cho Angelababy có cố gắng hàn gắn tình cảm tới mức nào, mọi thứ đều vô tác dụng. Cuối cùng cặp đôi đã chọn cách ly hôn. Từ chia sẻ này, người hâm mộ cho rằng chính Huỳnh Hiểu Minh là người cạn tình trước. Dù rằng thể hiện bản thân là một người yêu vợ, thương con, song thực chất tình cảm của tài tử họ Huỳnh đã nguội lạnh từ lâu. Mối quan hệ của hai vợ chồng không thể cứu vãn. Chính vì vậy, cặp đôi chính thức nói lời chia tay. Hậu ly hôn, cả Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy đều dành thời gian cho sự nghiệp cá nhân. Dù vô cùng bận rộn, song Baby thường xuyên được bắt gặp đưa bé bọc biển nhỏ đi chơi, dạo phố.